Đình kính chào quý khán giả của người Việt TV Online. Sau đây là một điểm tin sáng thứ hai ngày 19 tháng 6 năm 2017. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đầu phần tin là tin liên quan với cái vụ tấn công mà được mô tả là một hành động khủng bố ngay tại thủ đô London của nước Anh vào lúc sáng hôm nay tính theo giờ tại địa phương. Tin cho biết là một người đàn ông đã lao một chiếc xe van vào một cái đền thờ Hồi giáo nằm về phía bắc của thủ đô London, khiến cho ít nhất là một người bị thiệt mạng và 8 người bị thương. Dân chúng trung quanh đã tìm cách khống chế người đàn ông lái chiếc xe van này và cảnh sát sau đó đã đến bắt y ngay tại chỗ. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh là bà Theresa May sáng hôm nay đã có một cuộc họp báo sau khi có phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Nội các. Bà nói rằng đây phải được xem như là một hành động tấn công khủng bố. Tin của đài BBC London cho biết là các nhân chứng tại chỗ cho thấy là người đàn ông này khi mà lao ra khỏi xe đã hô lớn một cái khẩu hiệu rằng họ muốn tôi muốn giết tất cả những người hồi giáo, tôi tức là cái tay um, lái xe đó. À, thưa quý vị um, hiện nay thì cảnh sát đang tăng cường tối đa cái khu vực mà xảy ra cái vụ này. cái vụ tấn công này xảy ra trong lúc những người hồi giáo đang tập trung tại cái đền thờ phía bắc của London để cầu nguyện trong cái tuần một cái tháng chay mùa chay của người hồi giáo có tên là Ramadan. Nhìn sang tình hình tại nước Pháp thì uh, tổng thống Pháp là ông Macron và đảng của ông là đảng La République en Marche, chúng tôi tạm dịch là Đảng Thăng tiến uh, của Cộng hòa đó đã chiến thắng một cách vẻ vang trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua và chiếm đa số phiếu cho quốc hội, họ chiếm được 300 uh, ghế tất cả trong tổng cộng là 577 ghế. Như vậy là đảng của ông Macron và ông Macron sẽ có uh, một cái thẩm quyền lớn trong vấn đề điều hành của nước Pháp y hệt như trường tổng thống tổng thống donald trump tại hoa kỳ tổng thống là đảng cộng hòa và quốc hội hạ viện và thượng viện cũng là đa số đảng cộng hòa. Thưa quý vị như vậy là ông macron sẽ trở thành vị tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước pháp chiếm được đa số quốc hội là ông năm nay 39 tuổi. Hôm nay thì bộ quốc phòng của nga lên tiếng cho biết là cắt đứt quan hệ hợp tác với hoa kỳ về mặt quân sự và đe dọa là sẽ bắn hạ tất cả những phi cơ nào mà bay lọt vào trong cái không phận về phía tây của cái dòng sông Euphrates ở phía bên Syria. Vụ này xảy ra sau khi ngày hôm qua, thế này ngày Chủ nhật, máy bay của Hoa Kỳ đã bắn hạ một chiếc máy bay của không lực Syria. Một chiếc máy bay đó do Nga bán cho Syria. Thưa quý vị, về phía Syria thì họ nói rằng họ đang thi hành một cái vụ không tập nhằm đánh vào mục tiêu của những chiến binh của nhà nước Hồi giáo ISIS ở cái khu vực um, của syria trong khi đó thì thưa quý vị bộ tư lệnh của hoa kỳ nói rằng máy bay của hoa kỳ đã bay lên ngăn cản để mà bắn hạ chiếc phi cơ của syria đây là một hành động tự vệ bởi vì không quân của syria đã bỏ bom rất gần những cái căn cứ của hoa kỳ mà yểm trợ cho cái lực lượng uh, chống lại nhà nước um, độc tài al assad cũng như, là, cũng như là tấn công nhà nước hồi giáo isis tại khu vực này Uh, thưa quý khán giả um, sáng ngày hôm nay thì bộ tư lệnh của um, nga nói rằng họ sẽ bắn hạ tất cả những chiếc máy bay nào làng vàng tới cái không phận này uh, trong khi đó thì uh, bộ quốc phòng của Syria uh, nói rằng cái việc này đó là xâm phạm một cách nghiêm trọng vào chủ quyền của Syria uh, nước nga thì nói cái vụ bắn hạ này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa nga và mỹ ngày hôm qua thì uh, lực lượng hồi giáo cách uh, mạng của chính quyền uh, Iran đã bắn một loạt các hỏa uh, tiễn vào phía tây của Syria, nhắm vào nhà nước hồi giáo khủng bố. Uh, chúng ta đều biết rằng uh, chính quyền Iran cho tới giờ phút này lúc nào cũng yểm trợ ông tổng thống độc tài al-Assad thì nay đang cầm quyền tại Syria. Tình hình tại nước úc thì uh, do cái mối lo ngại rằng cái số người sử dụng võ khí bất hợp pháp lên quá cao theo tin của các đài phát thanh ở bên Úc và báo chí xuất bản ở bên Úc, thì hiện nay với một cái dân số của nước Úc mà đã có tới trên 300.000 người sử dụng súng bất hợp pháp, đây là một nỗi lo lớn về mặt an ninh cũng như là lối lo ngại sợ bị tấn công khủng bố của chính quyền nước Úc. cho nên chính phủ Canberra sáng ngày hôm nay loan báo rằng sẽ có 3 tháng cho tất cả những người nào đang tồn trữ những loại võ khí bất hợp pháp ra trình diện và nộp súng đó cho chính phủ mà không hề bị bất kỳ một cái hành động một cái biện pháp trừng phạt um, pháp luật nào cả còn nếu người nào sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày mùng 1 tây tháng 7 sắp tới đây mà không trao trả và nộp đầy đủ những cái loại súng bất hợp pháp thì sẽ chịu một cái hình phạt lên tới 212.000 Mỹ Kim và có thể bị tù tới 14 năm. Thưa quý vị, cách đây đúng 20 năm vào năm 1996 ngay tại một cái cảng có tên là Port Arthur ở phía Tasmania của nước Úc đã xảy ra một vụ tấn công gì cho một người tấn công mà thôi mà khiến cho 35 người bị thiệt mạng. Chính phủ Úc hiện nay đang tăng cường an ninh tối đa bởi vì họ không muốn rằng tấn công khủng bố hoặc là những hành động tội phạm có thể lan tràn ngay trong nội địa của nước Úc. Một quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt nằm trong số 7 người đã bị thiệt mạng khi mà chiếc khu trục hạm USS Fitzgerald của Mỹ đã đụng phải một chiếc tàu hàng của Philippines vào ngày thứ Bảy vừa qua ngay tại một cái khu vực quân cảng của phía Nhật Bản, đó là cảng Yokosuka, một cái cảng rất đông tàu bè qua lại. À, thưa quý vị, vị, quân nhân Mỹ gốc Việt này tên là Ngọc Tân Trương Huỳnh, năm nay 25 tuổi và cái thảm kịch xảy ra bởi vì anh Ngọc Tân Trương Huỳnh bị thiệt mạng đúng vào ngày sinh nhật thứ 25 tuổi. Thưa quý vị, hiện nay thì Bộ Chỉ huy hai Hoa Kỳ tại vùng Á Châu Thái Bình Dương đang phối hợp với Hải quân Nhật Bản và Philippines để điều tra nguyên nhân dẫn tới cái tai nạn này khiến cho 7 quân nhân bị thiệt mạng. Cái vấn đề mà sáng nay Đài National Public Radio nêu lên là tại sao cái việc tiến hành cái việc điều tra này phải mất một tiếng đồng hồ người ta mới biết là một cái mạng phải của chiếc chiến hạm USS Federal này bị lùng và nước tràn vào trong khiến cho bảy quân nhân bị um, thiệt mạng bởi vì ngộp nước. À, quân cảng Yokosuka là những một trong những cái cảng mà tàu bè qua lại nhiều nhất và đồng thời Bộ Chỉ huy Hải quân của Hoa Kỳ nói rằng sẽ tiến hành những cuộc um, điều tra riêng rẽ thì xem có vấn đề gì uh, đặc biệt liên quan đến cái vụ tai nạn này hay không. Nghị sĩ uh, Liên bang của Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ đó là bà Dan Frankenstein ở đơn vị bầu cử tại California vừa mới mừng sinh nhật 84 tuổi nhưng mà theo như báo chí cho biết là bà sẽ không từ bỏ uh, cái um, uh, con đường phục vụ chính trị mà bà đã làm trong suốt mấy chục năm vừa qua và tin sáng ngày hôm nay của um, tờ LA Times cho biết là cho tới bây giờ thì bà đã chuẩn bị được 650.000 Mỹ kim tiền gây quỹ để cho cái cuộc bầu cử um, uh, thượng viện vào năm 2018 tức là sang năm. À, nếu mà bà Dan Feinstein mà bà đã cử thêm một nhiệm kỳ nữa Điều đó có nghĩa là bà sẽ phục vụ Thượng viện của Hoa Kỳ cho tới năm bà 90 tuổi Hiện nay thì bà Feinstein là một trong những nhân vật quan trọng nhất của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Bà là thành viên của Ủy ban Tư pháp và cũng là thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mà cả hai ủy ban này à, đang uh, giữ trách nhiệm điều tra thử xem liệu có sự thông đồng hoặc can thiệp của nhà nước Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 dẫn tới kết quả là tổng thống Donald Trump thắng cử hay không. Tình hình về Việt Nam thì tổ chức nhân quyền Human Rights Watch vừa mới đưa công bố một cái bản phúc trình của nhân quyền 65 trang, trong đó nêu ra có trường hợp Việt Nam, bản báo cáo nhân quyền này có tựa đề là các nhà hoạt động vận động dân chủ của Việt Nam cũng như blogger Việt Nam đang bị hành hung và họ không có trốn dung thân ở trong cái chế độ cộng sản. Bản phúc trình nói rằng có rất nhiều trường hợp của những blogger và những người hoạt động nhân quyền đã bị những kẻ mặc thường phục mà rõ ràng là công an giả dạng đánh đập, nhiều người bị thương tích nặng trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2015 cho đến tháng 4 năm 2017. Bản Phúc Trình còn nhấn mạnh rằng nhiều nạn nhân cho biết là việc đánh đập này xảy ra trước sự chứng kiến của công an mặc đồng phục. Vậy mà những công an sắc phục này vẫn không hề can thiệp. Điều đó chứng tỏ cho thấy là nhà nước Cộng sản Việt Nam nhúng tay vào những vụ đánh đập này. Ông Brett Adam là giám đốc của châu Á sự vụ của tổ chức Human Rights Watch. Nói rằng tình trạng của các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam có nguy cơ bị bỏ tù. Đó là một điều rất rõ ràng. Nhưng mà còn tồi tệ hơn nữa là hiện nay họ đang phải đối mặt với những uh, biện pháp uh, của nhà cầm quyền tức là dùng những uh, bọn côn đồ để tấn công đánh đập họ. Tổ chức Human Rights Watch cũng kêu gọi tất cả các nhà tài trợ trên thế giới hãy tìm cách áp lực và yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt tất cả mọi chính sách đàn áp những người đấu tranh tự do dân chủ tại Việt Nam. Và cũng liên quan đến Việt Nam thì thưa quý vị uh, nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội quyết định truy tố bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh năm nay 38 tuổi một con được nổi danh dưới tên là blogger mẹ nấm ra tòa vào ngày 29 tháng 6 tới đây với cái tội danh quy chụp cho bà là tuyên truyền chống phá nhà nước. Tin ở trong nước, báo chí của nhà nước Cộng sản Hà Nội nói rằng bản án dành cho bà blogger mẹ nấm có thể lên tới 12 năm tù. Bà mẹ nấm có hai người con nhỏ và kể từ khi bị chính quyền bắt giữ vào ngày vào tháng 10 năm 2016 cho tới nay về cái tội họ quy chụp cho bà là tuyên truyền chống phá nhà nước thì bà chưa được gặp mặt gia đình mà hai con nhỏ. Bà rõ ràng là một cái gai trong mắt của chế độ Hà Nội bởi vì bà có rất nhiều bài viết nói lên những cái sự sai trái của chế độ và bà liên tục kêu gọi ở Việt Nam phải đấu tranh cho tự do dân chủ. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 3 vừa qua thì blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được phu nhân của Tổng thống Hoa Kỳ là bà Melina Trump vinh danh và trao giải thưởng phụ nữ quốc tế dũng cảm năm 2017. Ngay tại Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, vì bà đã chứng tỏ lòng can đảm, nghị lực và khả năng lãnh đạo trong công cuộc giúp tăng tiến cuộc sống của người dân tại Việt Nam và tổ chức những người bảo vệ nhân quyền tức là Civil Rights Defenders cũng trao giải cho bà uh, Proctor Mẹ Nấm năm 2015. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.